Xin chào các bạn, bữa nay mình hướng dẫn các bạn up ROM cho cái con Neo Wi-Fi 3D2 này nha. Ở đây muốn up ROM các bạn một phải có máy tính, còn không có máy tính thì các bạn phải có thêm một Wi-Fi khác. Rồi. Cái này mình nối dây nha, mình nối từ cổng LAN, này là mình ghim cổng LAN nha. Rồi. Bên đây thì mình ghim cổng WAN. Đây, cổng WAN này. Rồi, sau đó mình ghim điện hai này. Mục đích là hồi mình lúc mà mình reset lần này nó không phát sóng được nè. Mình phải dựa vào này mình mới up ROM được. Còn ai có máy tính thì ghim dây LAN trực tiếp cho máy tính. Rồi, chị mình muốn up ROM thì các bạn rút điện này ra. Rồi các bạn hãy nhìn thấy cái nút reset này, nút này nút reset này. Các bạn nhấn giữ cái nút reset này. Rồi nhấn giữ vô, rồi bạn ghim vô. Rồi các bạn đợi khoảng 5 giây. Trên đây nó có đèn chớp này, khoảng 5 giây. Rồi buông ra, rồi chờ nó khởi động lên. Cái này mình kết nối vô với cái wifi kia ha. Này, con kia là con Tenda nè. Lúc trước đó là mình tải ROM vô cái điện thoại này rồi nha. Rồi Tenda nó báo không có mạng gì, nó kệ nó đi. Mình ít bỏ đi. Rồi mình mở trình duyệt lên. Các bạn tốt nhất là vô tab ẩn danh nha. Và mình đánh 192.168.1.1 vô. Đây. Giao diện này là cái giao diện up ROM của nó nè. Đây. Các bạn chọn dòng thứ hai bên phải, các bạn chọn dòng thứ hai. Rồi, phóng to lên. Rồi, bên đây các bạn tiếp tục chọn dòng thứ hai luôn. Dòng mà nó có chữ Trung Quốc á. Không biết cái nghĩa nó là gì luôn. Chọn lại đây. Rồi các bạn chọn tài liệu, tùy theo máy á. Rồi các bạn lựa cái ROM mà mình mới tải đó. Ví dụ bây giờ mình có up ROM Padawan này. Cái này mình có là XWGT nè. Có Padogabox nè. Bây giờ mình muốn xài Padawan. Chọn Padawan. Rồi mình bấm vô cái nút nhỏ phía dưới này nè. Rồi các bạn đợi nó tải ROM qua cái wifi của mình nha. Đây. Nó báo nó chữ màu xanh vậy đó, các bạn cứ nhấn vô cái chữ nhỏ xíu phía dưới nè, dưới cùng. Rồi ở đây nó sẽ có chạy phần trăm ha. Các bạn đợi ha. Đợi nha, khúc này đừng có rút điện bậy, rút điện bậy là hư. Đợi cho nó up đi. Rồi, cái này nó báo là như up xong rồi nè. Up xong rồi ha. Rồi các bạn coi. Nó sáng đèn wifi chưa nè. Lên đèn 2.4 rồi. Trên điện thoại mình mở wifi, mình dò phải có phát wifi ra chưa. Đây nè, nó phát ra một sóng tên là PDCN nè. PDCN mình kết nối vô. Giờ mình bấm qua bên phải cái mũi tên nè, coi cái địa chỉ IP của nó, cái dòng gateway nè, 192.168.123.1 nè. Rồi
Giờ mình đăng nhập vô 192.168.123.1. Ok. Rồi, tới giờ bạn admin. Hình như admin thì phải. Rồi, thì là hoàn thành á. Rồi giờ bạn rút con lan con này ra đi. Cái cục agenda đó thì mình không có xài, mình chỉ mình dựa vào nó để mình up gom trang này thôi, tại mình không có máy tính. Đây ba năm qua nữa ngon luôn. Mặc định là nó không có mở sóng 5 mà trên đây nó không có phát sóng 5 2.4 rồi. Clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là chặn quảng cáo trên cái gom này ha. Bản gom này có chặn quảng cáo nữa. Rồi, tạm biệt các bạn.